mùa đông rồi. Hiện tại là hôm nay là mười mấy độ nhở? Không coi phim nhở? 17. Hôm nay là 17 độ. Đó, cho nên là Linh Như phải mặc, nói chung là khoác thêm cái áo như thế này vào. Hôm nay thì Linh Như sẽ review cho các bạn một cái quán nhà, một cái nhà hàng rất là to và rất là đẹp. Tên là Sông Quê ở đây, ở Hòa Bình. Và các bạn như biết là Linh Như quay rất là nhiều và ở những cái quán ăn như thế này thì thường là những cái người mà kiểu đã trở xe tải hay là khách du lịch tham quan hay hoặc là kiểu đặt phim thường là sẽ vào những quán ăn như này. Nhưng mà để mà có một quán ăn ngon ấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là nhà hàng này nhá. Bây giờ chúng ta vào trong xem là có những cái gì. Nhà hàng này ấy thì là nằm ở bên đường như thế này, rất là tiện cho các cái đoàn khách du lịch vào, là họ đi vào trong đường, ở như là đường trong thì cũng ngon ăn nhá. Họ du lịch xong họ đi ra thì cũng gặp cái quán này ăn đấy, là cái quán bên đường các bạn biết rồi. Quán mà ở bên đường như thế này rất là hiếm, quán nào mà có không gian sạch sẽ thoáng đãng mà lại có cả phòng VIP như này nhé các bạn nhé. Cho nên là mình thấy đây là một quán mà khá là khả thi cho những bạn nào mà chưa biết đến. Phòng này thì chúng ta có thể ngồi được 20-30 người đấy. Nói thật là khi mà đi ra ngoài ấy, đến các quán ăn hay là đi bất cứ đâu, mình cũng chỉ nghĩ là không biết là cái nhà vệ sinh này có sạch hay không. Bởi vì ví dụ như các bạn uống bia, uống rượu hay là buồn đi vệ sinh gì đấy mà nhà vệ sinh không sạch thì mình khá ngại đúng không mọi người. Nhưng mà ở đây thì không gian sạch sẽ từ ngoài phòng ăn cho đến nhà vệ sinh luôn. Một lát nữa chúng ta sẽ review các món ăn ở đây. Như đã đặt một số món hải sản và thú rừng đặc biệt ở nhà hàng này và tí nữa chúng ta sẽ thưởng thức xem thế nào nhé. Còn bây giờ thì mình lên tầng đi. Trên tầng còn có karaoke và cà phê nữa. Ở trên này thì là quầy bar, cà phê. Tầng vừa rồi thì dịch giã nên là nhà tôi cũng gọi là tầng tổ tầng, có hơi bất tiện một chút. Say phải đi ra trong này chỗ kia thì chúng ta chỉ có đến nhà hàng Sông Quê mà thôi.
cái đèn chùm chất lượng thật. Đấy, ở đây cũng có các món ăn giống như ở các karaoke khác. Một phòng này thì chắc là ngồi được đến 30 người nhỉ, có khi hơn đấy. Bây giờ chúng ta phải xuống ăn thôi. Đi thôi, đói rồi. Hòa Bình thì hãy nhớ ghé sang nhà hàng Sông Quê.
địa chỉ là Đồng Sắn Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình. Đây, ở trên này sẽ có số điện thoại, nhưng mình cũng sẽ để cả số điện thoại dưới phần mô tả clip nhé. Các bạn nhớ ghé thăm nhá. Rồi, bây giờ thì ăn thôi.